xin chào cả nhà cùng tất cả các bạn. Rất vui mừng được gặp lại cả nhà và các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay mình trở lại cái khu vực Suối Quang đó các bạn. Mình hâm 20 cái bẫy trộm của mình. Mình đi đến cái địa điểm mình đặt bẫy rồi. Đầu video cho mình gửi lời ha. Chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe. Xem video mình giải trí cho vui, mình xin mời các bạn. Thì trước tiên mình vô hâm cái bẫy đầu tiên đó, mình quay đồ nghề cho các bạn xem cái người mình đi ha. Thì ngoài xe có một cái giỏ để đựng chuối với cái gọng để đựng sóc các bạn. Hôm nay mình có mang thêm một cái bẫy xe cua nè, với 10 cái túi lưới. Hôm nay mình quyết định là xuống đây mình lấy cái bẫy này đi luôn. Đầu tiên thì mình dời đi luôn nha các bạn. Hôm nay cái luồng này nó còn có 20 cái nha các bạn. Được rồi, mình có rút về hết mớ ở dưới suối rồi. Ngay đây mình cũng bắt được một con sóc bông mưa, yên con sóc đất. Cái hôm nay hầm 2 kỳ rồi, nó chết hơn rồi các bạn. Hôm nay mình dời nó đi luôn. Khu này không có trộm, đúng từ hôm nay không có con trộm nữa các bạn. Rồi chết luôn rồi, không sập luôn. Rút em nó đi là đúng rồi. Rồi, mình đem nó đi luôn nha các bạn. Dời đi điểm mới các bạn. Tiếp tục ở đây mình có con cái nữa các bạn. Cái này cử rồi nó hụt quá các bạn. Cử trước là dính con. Thầm liên tiếp hai cử rồi nó hụt không các bạn. Thôi ở cử này chút bớt luôn các bạn. Hụt nữa rồi các bạn ơi. Chuối còn luôn. Thôi cái này hôm nay mình quyết định mình dời nó đi luôn các bạn ơi. Đi tìm điểm mới, chỗ mới đặt. Rồi mình rút đi luôn nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Ngay đây mình thăm cũng mấy kỳ rồi, chưa có dính con nào luôn các bạn. Dính sóc không, chưa có dính trộn. Rồi sóc nữa các bạn. Thấy nó chạy lăn xăng rồi. Con này cũng bự luôn các bạn ơi. Đấy. Em sóc đầu tiên. Đẹp ghê ha các bạn, bự ha. Sóc này là đi trời lắm rồi. Ôi con nó bự. Khổng lồ luôn. Rồi mình bắt em nó ra rồi đi tiếp các bạn ơi. Rồi tiếp tục mình ở trong cái dòng suối mình có một cái nữa các bạn ơi. Còn như mình rút đi hết hôm đợt rồi. Đợt rồi vì mình không có sự chuẩn bị á. Cái đầu tiên đúng rồi. Đợt rồi là cái này mình dính con sóc. Mình vô tới cái suối này mình dính được con sóc, cái mình đặt cái bẫy lại. Xuống đầu dưới chó nó quần bẫy mình quá trời. Đây mới có được con một rồi thôi luôn các bạn. Thăm mấy kỳ cũng không có. Nó chó. Ở đây là giữa rừng luôn á các bạn. Mình quay lẹ hơi lắc thì các bạn không cảm ơn. Mà chó này là chó rừng, chó hoang gì luôn chứ không phải là chó nhà ta nuôi luôn nha các bạn. Mà nó vô nó quần bẫy mình. Ủa sao cái bẫy mình đâu không thấy luôn trời. Cái bẫy mình đặt đây nè các bạn, còn cái á. Rồi xong luôn rồi các bạn ơi. Rồi cái cục đất sao mà cục đất mà nó dằn lên thì được rồi, dính con sóc rồi các bạn. Dằn đây không lẽ nó quần nữa rồi trời. Ủa không lẽ nó tha cái bẫy mình đi luôn rồi trời. Thôi để mình kiếm nghe các bạn, coi nó có xuống dưới dòng suối này không hay là nó mất luôn rồi các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Cái bẫy hồi nãy ở đằng bờ suối nó mất rồi các bạn ơi. Ở đây người ta đang móc cái suối các bạn ơi. Máy xúc người ta đang móc. Cái này hôm bữa mình mới dời vô rồi dính con sóc rồi các bạn ơi. Thấy rồi. Em nó kìa. Dướng ra này hơi khó đi. Ôi nó bự.
đúng rồi nữa các bạn. Còn thứ hai nữa các bạn, con nào cũng lấy sóc thì mê hết các bạn, bự quá đã các bạn. Rồi, mình đi thăm tiếp các bạn ơi, mình bắt nó ra rồi đi tiếp. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn, bên kia người ta tổ chức đám cưới hay gì các bạn ơi, hôm nay ngày nghỉ nữa, nhạt quá rồi. Cái này cử rồi mình dính một con trộn ở ngay đây các bạn, cử này nó có sập không nữa các bạn, rồi chết bước rồi các bạn. Hay dạ, quá chậm. Hôm bữa mình đi bên đằng sau mình đi tới, nay mình đi ở trước mặt đi lại, thì mình dính con trồn cái mình phải sửa lại bằng cái nền như là bằng phẳng là gì mình mới đắp cái bẫy lên nè các bạn. Rồi mình đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi, cái này gần đường, mé nào quên luôn rồi, không lẽ bên đây ta, chắc đây quá, hay có cái đường mình đi nè các bạn. Tại cái này mình mới dời qua vô, rồi vô luôn các bạn, vô luôn mới dời vô lượm luôn. Trời ơi con trông con, con này nhỏ các bạn, ủa nó khờ luôn nữa các bạn, vô lâu quá rồi, ủa vừa đào đất dìm vô cái bẫy mình nữa các bạn, đào lên trước nó lật luôn rồi các bạn, thấy ghê không. Rồi, con này nhỏ các bạn ơi, con này cũng chín lại cái gì trời, ủa nó tập xích chút nữa nó cắn mình nữa các bạn, không coi đào một lỗ nữa các bạn, thấy ghê không. Con này nhỏ các bạn ơi, chín lạng rồi, con đầu tiên có dính là mừng rồi, quá tuyệt vời các bạn, đẹp. Con này chín lạng ký các bạn. Rồi mình đem chấm mình bắt nó ra rồi đi tiếp các bạn ơi. Rồi mình đem em nó lại đi, chấm mình bắt nó ra rồi cái mình đi tiếp nha các bạn. Con này nhỏ các bạn ơi, 8 lạng nè các bạn ơi. Mình nãy ra trong đó có đất, đón có 9 lạng nhưng mà nó cỡ 8 lạng các bạn. Con này có 3 giò các bạn, không biết cái giò bên đây nó có tật hay sao mà nó không có nha các bạn. Trời ơi nó cục giò các bạn ơi, sao cái giò nó bên đây đứt ngọt vậy luôn nè các bạn. Nó cắn mình nữa các bạn, cái giò bên đây nó sao mà nó bị đứt ngọt cái giò bên đây bên đó luôn. Mình không biết nó lý do tại sao nha các bạn. Thôi mình bắt nó ra các bạn, nó dữ quá nó cắn mình nha các bạn. Thấy tội nghiệp nó quá các bạn. Con này để mình bắt nó xong rồi cuối video mình coi nó sao nha các bạn, sao cái giò nó kỳ các bạn nè. Cả nhà và các bạn xem ăn, nó có ba cái giò mà cái giò mình nó bị đứt nè các bạn, không biết nó bị người ta làm sao hay sao đó các bạn. Cái này lạ quá, mình không biết nó lý do là sao, hay là nó bị quấn bẫy kẹp đứt cái giò, mình cũng không hiểu luôn nha các bạn. Trời ơi con đầu tiên luôn, con đầu tiên luôn mà, thì cái con nó ba giò luôn, nó nhỏ. Mình nữa chứ, nhỏ chứ cũng dữ luôn các bạn, nó bay nó táp mình bụp bụp ha. Để mình buộc cái túi lưới này lại rồi cái mình đi tiếp nha các bạn, rồi coi hồi nữa coi cuối video coi sao nha. Thấy nó có ba giò các bạn. Tiếp tục ngay chỗ cái suối nước tâm thì mình có một cái nè các bạn, cử rồi mình cử trước mình cũng dời đi hết mấy cái à. Hồi nãy là ở bên con suối kia là nước phèn, còn này con suối này suối nước trong. Cử rồi cái này dính được con sóc đất đó các bạn, mình để nó lại, cử này tôi có may mắn không. Rồi dính con sóc nữa các bạn ơi, con nhìn qua kẻ mình thấy nó chạy ra kìa. Rồi bữa nay mình không có đem bẫy thì cua, mình rút nó luôn các bạn ơi, quyết định lấy nó đi luôn. Đây em nó nè, ổn quá các bạn, nghe đây, tập
Ngoài suối này dính hai con sóc rồi, tự không các bạn. Giờ không lẽ đem bẫy lên đặt lại với mắt. Xa quá xa chứ thôi, mình đem bẫy lên đặt rồi nữa các bạn. Lội bộ vô đây xa lắm các bạn ơi. Con sóc đẹp ghê ha, bằng với hai con nãy luôn các bạn. Con này con thứ ba rồi nè, quá tuyệt vời các bạn. Rồi mình đem lên xe mình bắt nó ra rồi đi tiếp các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Ngay đây dính hai con nữa các bạn. Rồi, bữa nay chết rồi các bạn ơi. Còn riêng không sạch. Sập các bạn ơi, còn nguyên luôn. Rồi mình đi thăm cái khác nha các bạn. Tiếp tục mình đến với cái bẫy tiếp theo các bạn. Cái này thăm hai kỳ rồi, không có các bạn. Dính được con sóc rồi chết luôn. Hôm nay mình dời nó đi luôn nha các bạn. Rút nó đi luôn. Rồi chết quốc rồi. Đem đi là đúng luôn các bạn. Chuối còn nguyên luôn. Rồi mình đi thăm tiếp nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Giờ trưa quá nắng rồi các bạn. Mẹ nào quên rồi trời. Rồi hụt luôn các bạn nhé. Rồi, mình sẽ đem nó đi luôn các bạn. Trời quá trời các bạn, mình đi tới đây mình thấy chúa tể cái bầu trời đang đứng nè. Giờ mình cũng không biết làm sao mình bắt được luôn đó các bạn. Không biết anh đang đứng đây anh làm gì nữa. Nhìn mình nha các bạn. Này có ai nuôi sảy hay sao các bạn ơi. Con này con gì trời. Quá lớn luôn các bạn. Mình không biết làm sao anh đắp nó lên. Cắn luôn ấy. Em này của em như vậy các bạn ơi. Dính này các bạn. Quá trời. Hôm nay mình làm được anh em chúa tể gừng xanh. Chúa tể bầu trời ơi. Anh bị sao các bạn? Anh thiệt nè. Mình sợ cắn mình. Không biết có ai bắn anh không hay bị thương gì không biết các bạn nè. Quá trời bự luôn. Trời ơi. Rồi cái này chắc bị thương rồi các bạn ơi. Có ai bắn anh này, trúng đạn rồi. Để mình cứu anh coi được không nha các bạn. Quá trời luôn các bạn. Mình đi đặt cái bẫy nè các bạn. Rồi, cái này để mình tính tắt máy cái mình tính sao nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Cái này bữa nay mà không sập thì chắc mình dời đi luôn các bạn. Sập rồi. Trời ơi như con sóc rồi các bạn. Mình thấy nó chạy rồi. Chắc
cái bóng nữa rồi. Đúng rồi. Đây, em ở đây. Bự như các bạn. Con nào nó khổng lồ không ha. Quá tuyệt vời. Con này nữa, con thứ tư nữa các bạn. Bốn con sóc rồi. Quá bự luôn. Rồi mình đem ra ngoài mình bắt nó ra rồi mình đi tiếp nha các bạn. Còn có ba cái nữa là hết rồi các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Một cái này rồi còn hai cái nữa hết rồi các bạn ơi. Sập rồi. Rồi con sóc nữa các bạn ơi, thấy lú cái đầu rồi nè. Ồ, con này cũng đủ luôn đó bạn. Quá dữ. Con này con thứ 5 rồi nè các bạn. Hôm nay 5 con sóc. Bự khổng lồ không. Rồi mình đem ra ngoài mình bắt nó ra rồi đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có 1 cái nữa rồi, xuống đầu kia 1 cái nữa hết rồi các bạn ơi. Hai cái sau cùng. Mới được có 1 con tròn nhỏ xíu rồi các bạn. Con đó nó bị có tật, có bị thương luôn các bạn. Không biết cái giò nó sao mà đứt sát ở trên cái nắp luôn, mình cũng không biết luôn. Lạ hết. Rồi, hụt luôn các bạn. Đây, em nó đây. Trời ơi, còn nguyên nữa các bạn, chuối còn nữa. Rồi, mình để im luôn kỳ nữa coi nó làm sao nha các bạn. Tiếp tục mình đến với cái bẫy cuối cùng rồi các bạn. Cái này nữa hết rồi các bạn ơi. Cái này hôm nay mình cũng quyết định mình lấy nó, rút nó ra luôn nha các bạn. Rút nó ra luôn, đem đi đặt chỗ mới luôn các bạn ơi. Cho nó nghịch đường quá. Ủa, cái bẫy mình đâu thấy sao? Lúc ở trong hình như là dính nè các bạn. Con gì đây? Rồi con sóc nữa các bạn ơi. Trời ơi, cái cuối cùng làm cho con sóc nữa. Con này nó còn thứ 6 rồi các bạn. 6 con sóc cầu không các bạn, khổng lồ không. Rồi đem em nó ra ngoài cái rồi mình kiếm chỗ mình mát cái mình tới kết thúc video ngày hôm nay cho các bạn xem cái thành quả cái mình về các bạn ơi. Rồi cả nhà và các bạn, mình thăm hết 7 hay lại đây mình tổng kết cái thành quả cho cả nhà và các bạn xem cái mình về ha. Hôm nay được 6 con sóc đất các bạn. Con nòng nó khổng lồ con nó chớm với hai con chuột các bạn ơi, hai con chuột, ba con chuột gì á. Bắt con khủng không các bạn. Mình đem về hồi sáng mình tăng cường một cái, giờ mình rút thêm 3 cái các bạn, là tử sau mình thăm còn có 17 cái luôn này nha các bạn. Với được con tròn các bạn ơi. Con tròn này nó chừng khoảng 8 lạng này. Mà mình thấy nó bị cục một cái giò, không biết nó bị nguyên nhân gì nữa các bạn. Nè đó, chắc cái nó bị cạm, bị bẫy kẹp hay sao các bạn, đứt cái giò nó. Thấy nó có tật có nguyền vậy thôi, mình tội nghiệp quá, mình quyết định mình thả vô cái đồng ruộng này nha các bạn. Cái đồng cỏ này mình không bắt nó nha, mình đem về tới đây mình thả nó cho nó ở cái khu này luôn đi các bạn. Thì với cái con đại bàng hồi nãy, hồi sớm là nó người ta bắn nó bị thương nha các bạn. Mình nhìn thấy mình bỏ, mình tắt cái máy mình kiểm tra kỹ lại là người ta bắn đó các bạn ơi. Thì dùng súng người ta bắn nó đó. Rồi thôi mình thấy vậy mình cũng không có bắt luôn nha các bạn. Chim sa cá lặn cá lị cũng ớn quá, mình cũng sợ nha các bạn. Thôi giờ mình thả nó luôn các bạn. Chỗ nước nồi mình thả nó nè. Đi đi con. Đó. Các bạn thấy không? Nó bị thương hết một cái giò các bạn. Đứng vô đây. Nhanh lắm rồi nha. Gột gột là mất á. Thôi đi đi anh. Thôi nó trốn vô cái lùm này các bạn. Thì chưa chiều nó đỡ vô ở khỏi khu này thì nó sống các bạn. Có nước, có nồi đồ, có đồ ăn luôn nha các bạn. Bốn bên là ruộng nha. Nó không chết được đâu. Thì chương trình mình thăm 7 tròn thì đến đây thì cũng xin kết thúc ha. Cuối video cũng cho mình gửi lời ha. Chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe. Xem video mình thấy vui cho mình xin một like.
và một cái đăng ký kênh nhé, ủng hộ giúp cho kênh mình nó mau phát triển. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn luôn đồng hành ủng hộ cho kênh. Thanh Võ xin chào, xin hẹn cả nhà và các bạn video sau.